Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong, trong video này sẽ tìm hiểu về sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả. Hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Heterosep cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần sephisim trihydrate tá dược vừa đủ dạng bào chế viên nén phân tán công dụng những khuẩn đường tiết niệu không biến chứng và một số giới hạn trường hợp nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng viêm tai giữa viêm họng và amidan viêm phế quản cấp và mãn tính viêm phổi mắc phải tại cộng đồng thể nhẹ và vừa bệnh lậu chưa có biến chứng bệnh thương hàn bệnh lị cách dùng thuốc dùng theo đường uống viên nén phân tán bột pha hỗn dịch cho thuốc vào một chén nước nhỏ khuấy nhẹ cho thuốc phân tán rồi uống ngay liều dùng người lớn Liều thường dùng ở người lớn 400mg mỗi ngày có thể dùng một lần hoặc chia làm hai lần cách nhau 12 giờ. Trẻ em Trẻ em trên 12 tuổi hoặc cân nặng trên 50kg dùng liều như người lớn. Trẻ em dưới 12 tuổi dùng 8mg trên 1kg mỗi ngày có thể dùng một lần trong ngày hoặc chia hai lần, mỗi lần cách nhau 12 giờ. Chống chỉ định Cephisim được chống chỉ định cho những bệnh nhân có dị ứng đã biết với những kháng sinh nhóm Cephalosporin. Tác dụng phụ Chóng mặt, nhức đầu, cơn động kinh Ban đỏ đa dạng, phù mặt, ngứa, ban da, hội chứng Stevens Johnson, hoại tử biếu bị nhiễm độc, mày đay Tiêu chảy, buồn nôn, phân lỏng hoặc đại tiện nhiều lần, đầy hơi, đau bụng, khó tiêu, nôn, viêm kết tràng có màng giả Suy thận cấp tính, nhiễm nấm candida, ngứa sinh dục, viêm âm đạo nhà sản xuất Hetero Drug Limited. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Heterosep, đồng thời biết cách sử dụng Heterosep sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham